xin chào các bạn mình tin rằng có nhiều bạn có thắc mắc rằng người trung quốc nghĩ gì về việt nam à, bao gồm người trung quốc ngày xưa và người trung quốc bây giờ và hôm nay mình sẽ một lần nói cho các bạn nhưng mình sẽ phân chia thành hai video trong video này mình sẽ nói về trong sử liệu trung quốc hình tượng việt nam có diễn biến như thế nào cùng về hình tượng việt nam bây giờ à, tại vì nội dung quá nhạy cảm cho nên xin để mình dành vào video hồi viên chỉ cần hay mê nhìn việt nam tổng à một tháng thì có thể gia nhập hội viên à cũng không có quảng cáo à cũng có thể thui làm hội viên bất cứ lúc nào à hy vọng mình có thể gặp bạn trong video hội viên cảm ơn các bạn trước khi đi vào nội dung chính à mình cần nói rõ một điều trước à để tránh những người dễ xúc động hiểu lầm mình à tất cả nội dung trong video này đều là dựa trên sử liệu trung quốc mình chỉ là phiên dịch và giới thiệu thôi những nội dung đó không phải là do mình viện ra và mời các bạn chú ý, những tác giả của những sử liệu đó, họ là người Trung Quốc một trong năm trước, họ là sĩ phu họ là nho sĩ, họ không có khái niệm dân tộc như người ta bây giờ, ở à, trong tổ ốc của họ không có khái niệm về dân tộc Việt Nam, à, thậm chí cũng không có khái niệm về dân tộc Trung Quốc. Nếu có ai muốn tìm hiểu rằng trong sử liệu Trung Quốc, người Trung Quốc thấy Việt Nam là một dân tộc như thế nào, thì bạn chắc chắn sẽ thất vọng à tại vì họ là thiên về thấy Việt Nam là một khu vực địa lý hay một chính quyền nhiều hơn là thấy Việt Nam là một dân tộc. Ok bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. À đầu tiên là nguồn gốc của quốc hiệu Việt Nam theo sử liệu Trung Quốc có tên là gia khánh Chủng tu Nhất thống chí quốc hiệu Việt Nam là do Hoàng đế gia khánh công nhận sau khi nhận được đề nghị của Vua Gia Long. À nhưng mà Vua Gia Long vốn là muốn lấy quốc hiệu là Nam miệng à, dân hoàng đế Gia Khánh không đồng ý à, cụ ấy có nói rằng à, đó là câu nói nguyên bản ghi lụ trong sử liệu mình chỉ là phiên dịch thôi Tên Nam Việt bao gồm nhiều đất khảo sát lịch sử cũng bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây dù Nguyễn Phúc Ánh có ăn năn à, Nguyễn Phúc Ánh là tên của vua Gia Long ở à, Quảng Đế Gia Khánh trực tiếp gọi tên của vua Gia Long nhưng chỉ là nơi cũ của giao chỉ làm rau mà tờ cuối Nam Việt nước này à, nước này là chỉ quốc gia của vua Gia Long nước này có nơi cũ của việt thần trước sau đó có toàn chỗ của an nam thiên triều ban quốc hiệu dùng việt nam hay chớ việt là ở trên đó là vì theo cưng giấy ngày xưa của nó chớ năm ở giấy đó là vì biểu thị phong địa mấy của nó ok đó là một ngôn ngữ chính trị khi đó à, phong địa mấy là chỉ miền nam của việt nam à, tại vì đó là lãnh thổ mấy à, đối với việt nam khi đó ngay cả trên thực tế đó là nhà nguyễn tờ lấy tờ nhưng Hoàng đế gia khánh phải nói đó là phong tiệp, tại vì theo ý thức hệ của Ngô giáo, tất cả thổ địa của thiên hạ đều là thuộc về thiên tử, cho nên theo ngôn ngữ chính trị khi đó phải nói rằng lãnh thổ mấy của Việt Nam là do thiên tử phong cho. Với lại đó là ở phía nam của Bắc Việt. Bây giờ khi lùi trong sách Thầy lịch thơ, thay An Nam thành Việt Nam, trong câu nói ở trên Hoàng đế gia khánh đã có nhắc đến hầu hết tất cả tên là từng có rồng để sân hô thổ địa ở Việt Nam. À, Bách Việt, Việt Thần, Giao Chỉ, Nam Việt, An Nam, Việt Nam. À, chúng ta từng cái từng cái xem xét thì có thể tìm ra một quá trình diễn biến của hình tượng Việt Nam trong sử liệu Trung Quốc. Đầu tiên là Bách Việt. À, mình từng có làm video giải thích rồi. Bách Việt là một tên chỉ khu vực ở phía nam của Trần Gian nói chung, à, không phải là chỉ một quốc gia cụ thể. À, đó là đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách Lá Thị Xuân Thư. Đó là một cuốn sách được viết ra trong thời đại chiến quốc ở à, Trung Đô có viết rằng Dân Hán Chi Nam Bách Việt Chi Tế ý là phía nam của Trường Giang ở dưới của Bách Việt ở à, trong tên chúng ta có thể hiểu biết. Trong thời đại chiến quốc, những khu vực cầm biển ở phía nam Trường Giang đều được gọi là Việt và trong thổ địa của Việt à, có nhiều bộ lạc cũng được phân biệt thêm thành nhiều khu vực. Có Ngô Việt, Dân Việt, Âu Việt, Mân Việt, Hàn Việt, Nam Việt, Tây Âu, Lạc Việt và Việt Thần. và trong sách này có viết rằng những bộ lạc ở dưới Bắc Việt đa số là không có quân chủ. Tổng lại, à, trong thời đại chiến quốc, Việt Nam là một bộ lạc không có quân chủ, sau đó là Việt Thần và Giao Chỉ. Tên Giao Chỉ đầu tiên là xuất hiện trong kinh lễ, đó là Việt Sông trong thời đại chiến quốc, à, trong đó có viết rằng Người ở phía Nam cõi là Man có xăm ở trên trắng, chân chảo hứng vào nhau có người không dùng lở để nấu à, ý nghĩa của giao chỉ ý là chân chảo hứng vào nhau sau đó nhà Hán chinh phủ miền bắc của việt nam à, lấy tên rau chỉ làm tên của quần à, cho nên sau đó giao chỉ là tên quần và việt thần đó là xuất hiện trong thần thơ tài truyền à, đó là viết sông trong thầy nhà Hán ở à, trong đó có viết rằng ở phía nam giao chỉ có việt thần quốc trong lại trong thầy hán, giao chỉ là chỉ miền Bắc Việt Nam bây giờ, Việt Thần là ở phía nam của Giao Chỉ nên là chỉ miền Trung bây giờ. Sau đó là Nam Việt, đó là xuất hiện trong Sử Kỳ. Ok, Nam Việt vốn là chỉ Quảng Tông và một phần khu vực của Quảng Tây, ý nghĩa nguyên bản là phía nam của khu vực Bắc Việt. Nhưng uh, mỗi ngày đều biết sau khi nhà Tần sụp đổ, triều Đà có xây dựng một quốc gia có tên là Nam Việt Quốc. Ok, mình mời các bạn chú ý một điều là sau khi sự xuất hiện của Nam Việt Quốc tên Nam Việt là chỉ một chính quyền nhiều hơn một khu vực và cho dù sau khi Nam Việt quốc bị tiêu diệt trong nhà Hán nhưng Nam Việt quốc vẫn để lại một di sản chính trị à, giống như là sau khi nhà Hán sụp đổ ngày Trung Quốc tờ sơ mình là ngày Hán ý là mình kế thở di sản chính trị của nhà Hán vương triều mình tài triển chính thống mà nhà Hán để lại à, tương tự như vậy à, sau khi Nam Việt quốc sụp đổ tên Nam Việt cũng trở thành một di sản chính trị đến khi nhà tầm sụp đổ ở Trung Quốc phân liệt có nhiều chính quyền độc lập xuất hiện và ở Quảng Đông có một chính quyền độc lập à, nhà vua của chính quyền này có tên là Lưu Niệm à, Lưu Nhiễm từng có đầu tiên lập quốc hiệu là tại Việt ý là kế thờ chính thống của Nam Việt à, nhưng chỉ trải qua một năm à, thì thay đổi thành Hán à, ý là kế thờ chính thống của nhà Hán À, mình mời các bạn chú ý sự thay đổi này là vì khi Lưu Niệm lập quốc hiệu tại Việt nhà vua này chỉ có ý là xây dựng một chính quyền độc lập thôi à tại vì trong lịch sử Nam Việt quốc chỉ là một chính quyền ở Quảng Đông và Quảng Tây và khi Lưu Niệm lập quốc hiệu là Hán ý là nhà vua này không mãn nguyện với chỉ là một chính quyền độc lập thôi nhà vua này muốn bằng với chính quyền Trung Nguyên à thống nhất thiên hạ à tại vì nhà Hán từng có thống nhất Trung Quốc OK, sau đó chúng ta có thể phát hiện rằng sau khi Việt Nam kết thúc thời đại bắc thuộc, các triều đại tiểu lập quốc hiệu là Đại Việt theo ngôn ngữ chính trị khi đó cũng là vì biểu thị có kế thở di sản chính trị của Nam Việt quốc, cũng là biểu thị mình chỉ muốn xây dựng một chính quyền độc lập thôi, không có ý nguyện chinh phủ Trung Nguyên phủ中原, và điều đó cũng được triều đại Trung Quốc công nhận. Sau đó chúng ta phải xem xét toàn lịch sử của sự độc lập của Việt Nam, OK, đó được ghi lại trong sách. Tổng sự, khi nhà Hán Chính phủ Việt Nam có xây dựng một rau chỉ quận mà đến nhà tầng, nhà tầng cộng lại các quận thành một An Nam Tô Hồ Phủ. Cho nên, tên An Nam là sau nhà tầng mới xuất hiện khi Việt Nam triển khai sự kết thúc thời đại Bắc Thổ. Quan chức của An Nam Tô Hồ Phủ là do gia tộc Khúc kiểm soát, tức là Khúc Tiên Chủ, Khúc Trung Chủ và Khúc Hồ Chủ đó là vì khi đó nhà tần đã rất suy yếu rồi á, cho nên chỉ có thể chấp nhận hậu kiện của địa phương, kiểm soát chính trị của địa phương. Nhưng khi đó Trung Quốc chưa công nhận sự độc lập của Việt Nam. Sau đó đến Tinh Liên, tức là công trai của Tinh Bồ Linh, à, khi đó nhà tần đã sụp đổ rồi, á, nhà tống đã sáng lập rồi. Hoàng đế nhà tống sắc phong Tinh Liên là giao chỉ quần vương. À, các bạn chú ý, nhà tống vẫn chưa chính thức công nhận sự độc lập của Việt Nam. tại à, vì quần vương chỉ có ý là một phiên vương thôi à, một chơ hậu thôi à, không phải là chính quyền độc lập đến lê long tính ở à, tức là nhà vua cuối cùng của nhà tiền lê ở à, nhà tống sắc phong thêm nam việt vương đó thật ra đã là trách nhiệm việt nam đã xây dựng một chính quyền độc lập ổn định rồi à, nhưng chưa chính thức công nhận sự độc lập của việt nam tại vì vẫn còn lê long tính là sau chỉ quần vương à, sở trí sắc phong thêm nam việt vương ý là báo cho các đại thần nhà Tống rằng à, chú ý là các đại thần nhà Tống các đồng chí bây giờ An Nam đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ rồi bằng với chính quyền Nam Việt ngày xưa rồi các đồng chí đừng khuyên hoàng đế đi thu hồi An Nam nữa chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc thôi à, tất nhiên dù sao à, luôn luôn có một số đại thần muốn lập công à, cho nên cảm dỗ hoàng đế phát động chiến tranh à, cho nên sau đó chúng ta có thể nhìn thấy nhà Tống lại giao chiến với Việt Nam nữa OK phải đến Lý Anh Tông nhà vua thứ sáu của nhà Lý nhà Tống mới chính thức công nhận sự độc lập của Việt Nam tại vì sắc phong Lý An Tông là An Nam Quốc Vương à từ khi đó chính quyền Việt Nam không phải là một phiên vương nữa à nhưng à, các bạn chú ý trong văn thư của chính quyền Việt Nam quốc hiệu là Tài Việt nhưng trong văn thư của chính quyền Trung Quốc quốc hiệu Việt Nam là An Nam tại sao nói là An Nam tại vì nguồn gốc của tên An Nam là chỉ An Nam Tô Hồ Phủ của nhà Tống. Của Việt Nam là Annam Nam ý là ngay cả chủ tỉnh ta công nhận Việt Nam là một quốc gia tổng tập rồi. Nhưng quốc gia này từng là thuộc về Trung Nguyên. Di sản chính trị của Việt Nam là kế thở từ An Nam Tô Hồ Phủ nhiều hơn Nam Việt Quốc. À, dù sao đến nhà Nguyên, quốc hiệu An Nam à, không tờ dùng nữa à, thay vào đó là Việt Nam. Nhưng theo ý tưởng của Hoàng đế Gia Khánh, Việt của Việt Nam là chỉ Việt Thần Quốc, à, tức là phía Nam của Giao Chỉ và cũng là chỉ Bắc Việt à không phải là chỉ Nam Việt quốc. Nhưng dù sao đó đã là tiến bộ hơn các chủ tài trước rồi à tại vì công nhận Việt của Việt Nam là chỉ Bắc Việt thì ý là công nhận Việt Nam là một quốc gia đã tự tồn tại trong thời kỳ Bắc Việt rồi à tức là ý là à, từ thời kỳ chiến quốc à, Việt Nam đã là một quốc gia tổng lập rồi à, không phải là một quốc gia tự phân địa ra khỏi Trung Quốc sau nhà Tần. À, vì vậy mình phải nói một câu công bằng cho nhà Thanh Nhà Thanh có lẽ là chủ đại có ý thức quốc tế cao nhất trong các chủ đại của Trung Quốc.